Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay các bạn thấy ngồi bên cạnh mình là chồng mình các bạn ạ. Rất là nhiều các bạn là chị ơi chị quay chồng chị đi, đây là chồng mình. Đấy, hôm nay thì hai vợ chồng mới chung mưa các bạn. Chồng mình không đi làm được thì hai vợ chồng mình ngồi quay cơm tối. Thực sự là mình chưa từng nấu bữa cơm nào để quay video thật luôn. Đây là bữa cơm chồng mình nấu các bạn. Mình không biết nấu ăn, đây là chồng mình, ông rất chi là tấu. Không phải là chồng, hai bố con nhá. Các bạn có bảo mình quay không thấy hôm nay chồng mình ở nhà quay được các bạn. Mời các bạn ăn mì tôm xào nha các bạn. Hôm nay mình ăn mì tôm xào thôi. Mời các bạn ăn mì tôm xào nhé. Hôm nay chồng mình không đi làm nên chồng mình ở nhà xào được. Ăn mì tôm xào phải có lon bia nhỉ. Con đi mua bia đi. Mọi người ấy thì mình nhìn bữa ăn rồi nhưng mà mình chạy ra một quán đấy lấy bia nha các bạn nha. Bia ở đây là chủ nhà, đây là có bia sẵn ở nhà. Nhà này bán hàng tập hóa. Có mì tôm xào thì mình chỉ có món bia ngon nhé. Mời tất cả mọi người uống bia cùng mình nha. Các bạn uống nước ngọt nhé. Ngọt. Vừa vẫn mưa các bạn lắm. Này mình cũng muốn ra bởi cửa đít này đâu nhưng mà ở ta hôm nay là trời mưa gió mình làm được là rảnh rỗi quá nhưng mà nhại một phát hai nay các bạn quản mình chồng quay chồng mình đi không à, buổi sáng chồng mình đi làm mình quay video chồng mình đi làm ạ, không hai cái giờ buổi sáng nhau, còn tối về thì chồng mình phải quay video để chồng mình nên là hôm nay mưa chồng mình không làm được gì. Để ăn tối mình quay luôn cho các bạn xem. Bữa ăn cũng bình thường không ạ? Không có gì để lạ. Nó đơn giản này thôi. Về cuộc sống của chồng mình ở đây thì nó rất là khổ. Vợ mình thì không có công việc mà làm ổn định. Mà về mình thì cũng công việc nó làm vậy. Làm tháng không ra gì, tiền nhà, tiền điện nước nó cũng nhiều khoản chi phí ra. Nên là nó rất là nói chung là đồng tiền nó rất là phức tạp các bạn. Có gì đã cái đấy mà có gì khơi cái đấy cho các bạn xem rồi các bạn thông cảm. Và lúc về khoảng cách mà nó cũng khó khăn chạy mình làm thuê để mọi người cũng biết cũng hiểu ra là như thế nào đấy. Ở đây là một bát thịt gà rang nhưng mà mình thấy ăn thì xào hơn thì mình sẽ ăn mì xào. Mì xào ăn nhanh đi ông, cứ từ từ. Mì xào này ăn nóng ăn nhanh ngon đấy nè. Vì các bạn thấy chồng mình nói chuyện tự nhiên là vì chồng mình làm video chồng mình quay nhiều nên là tiếp xúc với máy quay chồng mình nói chuyện bình thường, không phải là mấy lần chồng mình ngại thì mình không vào đâu, vì là hai vợ chồng mình không có thời gian vì là ít ở nhà lắm, chồng mình là phải đi làm chỉ có mỗi mình nhà. Làm ba clip, làm ba kênh video này cũng khá là mệt các bạn nhé. Nhưng mọi người chắc mọi người cũng người ta cũng tưởng tượng nào như kẹo là qua video nó đơn giản nhưng mà mình nghĩ nó không thật sự đơn giản, nó cũng rất là có cái nó rất là khó khăn, mỗi việc nó có một cái khác nhau. Cao hả? Cao việc nào cũng như vậy hết. Cái chỗ làm cơ khí nó phải khác, nó có những cái nó khó khác. Làm cái gì thì làm gì mà khác. Cái sướng á, chán khác hơn nhau. Sướng á.
Còn làm đi ra sớm hơn là đi làm. Đúng không? Sướng không? Mình đi làm cũng rất là sướng các bạn nhé. Mất công sức rất là nhiều nhưng mà thu hoạch về nó không được bao nhiêu mà không thành quả. Đây gọi là ông nào đi làm cái đam mê, tháng này có ông xui quá trời. Tháng này mình được có 15 công thì không biết là nhiều tiền thế cả như là tiêu vào đâu hết. Mai mua cả con trâu để ăn cả kho. Sợi động chưa được tọng lông của con trâu. Nhưng mà ra là ăn trâu nhớ là sau cái ký vào. Hiền thì nó chút bạc lâu rồi. Vâng, ông hiền quá. Ngày không ta vợ ba cái không chịu được. Ông kể ông tự hào với em luôn đấy. Ông tự hào nhỉ? Như vợ mình kinh lắm nha. Nó đánh mình chống hết cả mặt. Ủa anh ông có xuân xuân không với chứ còn nhiều đâu. Tại ông cứ chọc mình trước của mình, cứ đánh đau. Còn đánh cho ăn no, có sức khỏe mà đánh. Chứ bị no. Có một hai con thịt tôm mà ăn yếu thế. Hôm nay tại vì là hôm nay mình đi, các bạn không đi làm được ấy, thì mình sẽ ăn thịt tôm thôi. Có một nồi cơm nhưng mà nồi cơm là phần lát để bữa sau. Hôm nay đừng có ăn cơm, không đi làm được thì nghỉ. Đây đúng là con người thật của ông ấy, ông tấu hài mọi lúc mọi nơi. Về quê ở nhà thì cũng không có tiền để tiêu, đi làm thì cũng nói chung là cái gì cũng khó khăn đấy. Đi làm thì cũng phải thuê nhà ở, ở nhà không mất tiền thuê nhà nhưng mà lại không kiếm tiền đâu ra. Ở trên nhà cũng có công việc rất là nhiều làm, nhưng mà làm mình chỉ có sợ nhất là làm người ta bùng hết tiền mình không trả tiền cho mình nữa. Mình ghét cái kiểu đấy, không muốn đi làm, mình nhà gần ở nhà. Đúng rồi.
không phải bùng mà người ta lâu dạ thôi, khi năm nó con chưa dạ cho ấy. Không phải là bùng mà lâu dạ các bạn, ví dụ ở trên quê thì mấy như là không như ở cái này, các bạn đi làm ví dụ như mà người ta thuê mình nhưng mà người ta lại phải làm cho cái nhà khác, mà nhà khác người ta phải trả tiền cho người ta thì người ta mới có tiền trả cho mình đấy, nó là cái kiểu đấy. Người ta không đợi để cái niềm tin mà giảm cho mình ấy, chứ người ta không kiểu là sẵn được như ở cái này rồi. Thanh niên chưa đi làm đã sợ đồng tiền rồi. Chồng cũng có thanh niên được vào lá số 1. Sợ lắm, ngày xưa mình đi làm gần nhà, nó sợ cái khoảng cạnh á. Điện biên á. Còn cách này đi làm gần nhà nó chỉ có là cái công trình nó bơ bẩn, không phải là mình cũng kính ra tiền nhưng mà chủ nó hốc hết vố rồi nên lấy đâu tiền giả, nó có thang có cờ bà, không có thang thì bớt lợi rồi. Tình trạng như ở chung ở đâu cũng có, nhưng mà còn mà ở với mình này mà đi làm với người ta lâu không giả quá, đi đò mãi mòn cả cổ ta mới được có vài đồng thôi. Quên không nhiều đây. Ngon không? Hồng đắp ạ. Cánh xương xương nhá. Mình xương xíu rồi. Ông này biết rồi, ông trẻ con á. Ngon thì để bên này, còn không ngon thì thôi nhá. Tụng táo ghê luôn đấy. Ông cứ như thế mà sau ngày nào mình cũng đánh cho ạ. Hơi chán
thì video của mình cũng sẽ kết thúc đây thôi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một share và đăng ký kênh ủng hộ cho nhiều hơn các bạn nhé các bạn. Bên bên mà người hết bia là may có tiếc. Thì cũng